Truyền hình Việt Nam Vùng Hoa Thịnh Đốn, chúng tôi xin trân trọng kính chào quý khán thính giả. Chúng tôi rất là hân hạnh được tái ngộ cùng quý vị trong một cái chương trình đặc biệt tối hôm nay. Thưa quý vị, nói thêm nhiều thì có lẽ là nên để nghe cái cuộc trò chuyện. Thưa quý vị, như quý vị cũng ở tại Hoa Kỳ này cũng biết là trong mỗi tháng, trong năm và mỗi tháng đều có những cái ngày đặc biệt. Trong tháng 5 thì có ngày Mother's Day, là một ngày rất là có ý nghĩa đối với những người con và đối với mẹ. Và thưa quý vị, vào cuối tháng 5, cái thứ hai trong cái tuần lễ cuối của tháng 5, một ngày quan trọng khác đó là ngày lễ chiến sĩ trận vong. Thưa quý vị, và chương trình hôm nay chúng tôi sẽ nói chuyện với nhau có liên quan đến cái đề tài này. Và trước hết, xin được giới thiệu cùng quý vị trong studio hôm nay. Đây là một cái điều ngạc nhiên và rất là vui, tại vì có sự có mặt của ông Chủ tịch Liên hội Cựu chiến sĩ, ông Lý Thanh Phi. Và kế bên ông Lý Thanh Phi là ông Bùi Dương Liêm. Thì quý vị không có xa lạ gì với khuôn mặt của ông Bùi Dương Liêm ở trong cộng đồng. Và ông ngày xưa là thuộc về chiến tranh chính trị. Thì khi mà nghe ông Liêm nói chuyện thì chắc không ai nói qua được. Và kế bên ông Liêm là cái người mà một nửa của ông Liêm, đó là chị Nguyễn Thị Bé Bảy. Chị thuộc trong cái nữ quân nhân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Và điều thú vị hơn nữa đó, thưa quý vị, là chúng tôi làm việc trong cái đài truyền hình Việt Nam Hoa Thịnh Đốn đã mấy chục năm rồi, mà chưa có cái cơ hội nào ngồi lại với nhau để trò chuyện. Mà hôm nay nhờ cái ngày chiến sĩ trận vong sắp tới đây mà chúng tôi được ngồi lại với nhau để nói chuyện, trò chuyện và chia sẻ những cái gì liên quan đến ngày chiến sĩ trận vong. Thưa chào ông Lý Thanh Phi, xin mời ông gửi lời chào đến quý khán thính giả. Xin kính chào quý vị khán thính giả của đài truyền hình Việt Nam Vùng Thành Đốn. Dạ, mời anh Liêm. Dạ, xin được rất là vui được tái ngộ trên màn ảnh để gặp lại quý vị. Dạ, tôi xin kính chào quý khán giả của đài truyền hình Hoa Thịnh Đốn. Thưa anh Phi, anh Liêm, chị Bé Bảy, hôm nay mình ngồi lại đây để mà nói chuyện về một cái chương trình mà Liên hội Cựu chiến sĩ sắp tham dự trong cái ngày chiến sĩ trận vong với lại người Hoa Kỳ. Thưa anh Phi, nghĩ lại cái những ngày chiến sĩ trận vong của đất nước Hoa Kỳ, chúng ta ở đây đã 49 năm, thì họ vẫn tổ chức trước đó rất là lâu lắm rồi. Cái ngày chiến sĩ trận vong đã được tổ chức để ghi, để tưởng nhớ đến những người chiến sĩ đã hy sinh trong trong các trận chiến, từ khi mà nội chiến rồi đến đệ nhất thế chiến, đệ nhị thế chiến, rồi những cái quốc gia khác mà Hoa Kỳ đã có tham gia, thì đặc biệt là đối với Việt Nam, cái sự mà họ đến với trong chiến tranh Việt Nam đó là cũng một cái điều có cần phải nhắc đến và cần phải nói. Thì thưa anh Phi, bây giờ mình người Mỹ họ tổ chức ngày lễ chiến sĩ trận vong, Liên hội Cựu chiến sĩ của mình sẽ là tham dự như thế nào? Và thưa anh, những cái gì liên quan đến Liên hội Cựu chiến sĩ xin anh trình bày. Thưa chị, cái ngày chiến sĩ trận vong của người Mỹ thì hàng năm tổ chức rất là long trọng tại ngay giữa lòng thủ đô của nước Mỹ. Thì trong những năm trước chúng tôi đều có tham dự, và riêng năm nay thì vào đầu năm cái tổ chức của ngày Memorial Day của người Mỹ đã mời chúng tôi tham gia. Thì sau khi mà nhận được lời mời thì anh em chúng tôi có họp lại với nhau và đi đến một cái quyết định là nhận lời tham gia và chuẩn bị tham gia. Nhận lời và chuẩn bị tham gia. Thì bây giờ mình nói sao mình được đặc biệt đến người ta mời mình, thay vì phải nộp đơn mình xin, có nhiều khi là phải bị họ từ chối. Bây giờ mình được mời thì thưa anh Liêm, theo như tôi nhớ không lầm thì hồi năm ngoái mình cũng có tham gia, mình cũng làm rất là hay, rất là đẹp. Và đặc biệt là chúng tôi thấy trong cái tờ
flyer này có cái hình cái xe hoa của Liên hội Cựu chiến sĩ hồi năm rồi, tức là 2023, được để lên trên này với cùng với những chiếc xe hoa khác của các tổ chức của người Hoa Kỳ. Thưa anh Liêm, ngày năm rồi đó mình làm cái xe hoa đó thì anh là tác giả phải không? Thì anh cho biết là cái tiến trình anh làm xe hoa hồi năm ngoái như thế nào mà lại được người ta lưu ý chú ý tới và để rồi họ mời năm nay mình tiếp tục tổ chức. Và xin anh nói qua năm rồi một chút xíu và cái kế hoạch cái chương trình của năm nay vào cuối tháng 5. Và tôi cũng thấy đây là cái proposal rất là chi tiết và rất là đặc biệt, và xin anh nói qua, tại vì nếu mà tôi nhìn vô thì tôi cũng không có hiểu nhiều lắm trong cái việc làm của các anh. Vâng, xin cảm ơn chị Bạch Mai. Thưa chị với tất cả các khán giả, là chúng tôi cựu quân nhân ở vùng Ba Đình Đốn có một trách nhiệm là tham dự, một thành viên trong phái đoàn diễn hành của ngày chiến sĩ Trần Vong nhiều năm nay rồi, và phải có những cái nguyên tắc để được họ chấp thuận. Chúng tôi năm ngoái chúng tôi cũng làm như vậy, tức là gì, chúng tôi trên nguyên tắc là chúng tôi phải họp với nhau trong liên hội, và chúng tôi đưa ra cái dự định, vẽ lên tất cả những chi tiết, sau đó anh em tất cả duyệt qua hết, sửa chữa điều chỉnh với nhau, và cuối cùng là chúng tôi lấy cái cuối cùng, cái ý kiến cuối cùng mà nộp lên. Và nộp lên như vậy làm sao cái liên hội phải có một cái ý nghĩa của sự tham dự của phái đoàn mình nó phù hợp một phần lớn cho cái đại lễ của người ta. Tại vì một năm ở đây có hai buổi diễn hành quan trọng là cuộc diễn hành cho ngày độc lập Hoa Kỳ và ngày diễn hành chiến sĩ Trần Vong. Và năm nay chúng tôi cũng tiến triển và làm như vậy, nhưng mà đặc biệt như chị Bạch Mai vừa có gợi ý á, đặc biệt năm vừa rồi chúng tôi được một món quà tinh thần rất là lớn, là họ lấy cái hình ảnh của phái đoàn Việt Nam chúng tôi năm vừa rồi, họ đăng lên trên cái quảng cáo cho chuẩn bị năm 2024. Thì đó là một lần đầu tiên trong lịch sử mà người Việt Nam. Vì thế là chúng tôi cảm thấy rằng có thể đây là một cái rất là đặc biệt, và chúng ta cố gắng làm sao để giữ cái đặc biệt này cho cái hình ảnh của người Việt Nam trong những ngày quan trọng của lịch sử Hoa Kỳ. Thưa anh, nhìn đây thì để coi trong này được 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Có 10 tấm hình mà mình là một trong cái này. Thật sự ra xe hoa thì tới mấy chục chiếc lận. Thưa anh, khi mà cái tiến triển như anh nói đó là cái ban tổ chức đó họ đòi hỏi mình những điều kiện, chẳng hạn như đầu năm là cuối năm, tháng 12 mình phải nộp đơn và những cái gì mà họ đòi hỏi. Thì khi mà mình được chấp thuận rồi, thì thưa anh, những cái điều kiện mà họ muốn mình làm theo họ đó, nếu mình không làm theo thì họ sẽ không có cho, không nhận cái application của mình. Thưa anh, cái có gì thay đổi năm rồi và năm nay có những thay đổi gì đặc biệt không anh? Cái trong quá khứ mình biết đó, chúng tôi được biết có nhiều phái đoàn đã không được tiếp tục trong năm kế tiếp vì lý do gì của ban tổ chức chúng tôi không biết. Tuy nhiên khi mình tham dự thì mình nhìn tổng quát các phái đoàn và mình phải cố gắng làm sao cái phái đoàn của mình nó phù hợp trên mọi lĩnh vực, từ hình thức tới nội dung, cho cái buổi diễn hành quốc gia của người ta, ý nghĩa của họ. Vì thế là đó là một trong những cái thách đố ban tổ chức. Vì thế là một trong những người cũng như anh em chúng tôi đôi khi nghĩa là phải suy nghĩ, bây giờ mình nộp cái dự án làm sao nó phù hợp với cái đại lễ của họ. Và năm nay, cái năm rồi năm 23 là họ đã nhìn thấy và họ cảm ơn. Và cái cảm ơn đặc biệt của họ là gì? Họ đăng cái hình của phái đoàn Việt Nam. Và tháng 12 năm vừa rồi họ đã nhắc nhở chúng tôi xin Liên hội Cựu chiến sĩ nộp đơn càng sớm càng tốt. Thì cái đó là một cái điều mừng. Và sau đó là chúng tôi nộp liền, họ nhận liền và họ gửi thư chúc mừng. Và sau đó chúng tôi đi vào cái diễn tiến của họ cho đến ngày diễn hành. Thưa anh, hồi năm ngoái đó thì thấy là đa số hình như là trên cái float, trên cái chiếc xe hoa là toàn là những nam quân nhân không à. Thưa anh, năm nay thì có cái gì đặc biệt năm nay cho nữ quân nhân không phải không? Dạ thưa là thế này, người Mỹ đến năm nay đó là 25 năm họ đứng ra họ tổ chức cái buổi diễn hành chiến sĩ Trần Vong tại thủ đô Hoa Kỳ, năm thứ 25 của Mỹ đấy.
trong 25 năm chưa có một phái đoàn nào cảm ơn những người chiến sĩ mà nữ quân nhân Hoa Kỳ đã hy sinh ở chiến trường Việt Nam. Năm ngoái, chúng tôi xin cảm ơn và nói lên cái sự cao cả của những nam quân nhân. Và năm nay, chúng tôi đặc biệt là cảm ơn nữ quân nhân. Bên cạnh cái cảm ơn đó, chúng tôi làm thêm một vài nét cộng vào của mình nữa để cho nhìn thấy là cộng đồng Việt Nam là một cái tổ chức trong đó phụ nữ cũng đóng góp vào cái xứ sở Hoa Kỳ mà chúng tôi đang sống ở đây. Phụ nữ cũng đóng góp thì chị Ba Bảy chắc vui lắm, tại vì năm nay cái chủ đề là chỉ cho dành cho các bà, cho những nữ quân nhân. Mà trong này thấy có một cái idea rất là hay là để mà vinh danh những người y tá, những người nữ quân nhân của Hoa Kỳ đã tham chiến trong chiến tranh Việt Nam và họ đã qua đời. Thì bây giờ mình lại nhắc đến họ, vinh danh họ trong cái buổi mà mình đi Paris năm 2024. Thưa chị Bé Bảy, chị nói qua một chút về cái đề tài này. Thưa chị Bạch Mai và thưa quý vị, là như ông Liên vừa mới trình bày, thì cái chủ đề năm nay là để vinh danh những nữ quân nhân mà Hoa Kỳ trong cái ngành quân y mà họ gọi là rõ ràng là nurse. Nurse, yeah. Yeah. Thì có 8 nữ quân nhân ngành quân y đã qua đời trong cái chiến tranh Việt Nam mà họ đã tham dự. Thành ra như ông Liên vừa mới nói thì đây là cái lần đầu tiên mà một cái phái đoàn của Việt Nam vinh danh những nữ quân nhân Hoa Kỳ đã hy sinh trong cái cuộc chiến tại Việt Nam. Thành ra thì phải nói là rất là phải nói là một cái sự mà cũng là rất là cảm động. Vâng, thì như anh em cũng nói, ông Liên mới nói là có một sự nối tiếp là chúng ta là chiến đấu với đồng minh. Thành ra nữ quân nhân của Hoa Kỳ với nữ quân nhân của Việt Nam Cộng Hòa thì nó cũng có một cái sự liên kết nào đó. Thành ra là làm với cái chủ đề này thì là tôi là cá nhân là một nữ quân nhân Việt Nam Cộng Hòa, thành ra cũng rất là gọi là exciting. Thành ra trong lúc đó thì là con gái của chúng tôi cũng đã phục vụ trong quân lực của Hoa Kỳ, là cháu đã giải ngũ rồi thì cháu cũng về trong cái cuộc diễn hành này để là tham dự cái cuộc diễn hành với mẹ. Thành ra phải nói là có cái sự nối tiếp giữa cái thế hệ mẹ với con, nối tiếp giữa cái tình đồng minh giữa cái quân lực Việt Nam Cộng Hòa và quân lực Hoa Kỳ. Những cái 8 cái người này là tượng trưng hay là nó còn nhiều nữa chứ không phải đâu chỉ 8 người này không phải không anh? Chỉ có 8 người. 8 người này là có tên ở trên bức tường đen. Trên cái bức tường đen. Tường đen đó là trên cái lịch sử Hoa Kỳ. Dạ. Đó, và mình căn cứ trên cái lịch sử Hoa Kỳ đó để đâu mình lên. Chắc là còn nhiều nhưng mà tại vì không có thể là... Đây là những người đã chết trong cái chiến trường Việt Nam. Rồi sau đó là có thể là họ về đây họ chết hay là cái đó là mình không biết. Mình không biết. Dạ. Nhưng mà căn cứ theo như ông Liên vừa mới nói là những người đã... Cái tên được ghi trên bức tường đen. Tường đá đen. Cái tôi thấy đây đặc biệt là còn in những cái tấm hình của họ và mình sẽ có một đoàn cầm 8 cái tấm hình của 8 người. Dạ vâng. Nữ quân nhân, nữ y tá này. Chị Bé Bảy, mình là nữ quân nhân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Mà mình nói chuyện sao mình cứ nói cái gì ông Liêm nói mà mình không nói, mà mình nói ông Liêm nói không vậy? Không, tại vì những cái gì mà chị hỏi đó thì ông Liêm cũng đã trình bày rồi. Thành ra bây giờ nhắc lại thì cũng phải dựa hơi một chút. Dạ, cái này chúng tôi xin nói thêm á, là đặc biệt trên xe hoa có 4 hàng ghế. Cái hàng ghế đầu tiên nói lên các nữ quân nhân Việt Nam, tức là đồng minh với Hoa Kỳ. Hàng ghế thứ hai là hàng ghế thứ hai, hàng ghế thứ ba và hàng ghế thứ tư ở trên xe hoa, tức là 3 hàng ghế kế tiếp, để cho người Mỹ thấy rằng người phụ nữ Việt Nam khi qua Hoa Kỳ họ tiếp tục đóng góp và gìn giữ quê hương mới này. Đó, vì thế 3 hàng ghế đó, cái hàng ghế thứ hai là các quân nhân nữ quân nhân mà gốc Việt Nam, nữ quân nhân gốc Việt Nam đã đi lính Hoa Kỳ và đã giải ngũ. Okay. Kế tiếp là nữ quân nhân Việt Nam đi lính giải ngũ hiện nay đang tại ngũ,
và hàng ghế cuối cùng là những người nữ quân nhân Việt Nam hiện nay đang chuẩn bị học ở trong sinh viên sĩ quan. Vì thế bốn hàng ghế đó nói lên bốn cái tầng lớp, và đặc biệt là chúng tôi phải nói là hãnh diện là những phụ nữ Việt Nam hiện nay vẫn tiếp tục đóng góp trong cái tinh thần là một quân nhân để bảo vệ cái quê hương chúng tôi đang sống. Thưa anh, cái hàng ghế thứ hai, thứ ba, anh nói là những người tài ngũ, những người còn hàng ghế thứ hai là đã không, không đã, hàng ghế thứ ba là những người đang tài đang ngũ, tài ngũ vâng. Và hàng ghế sau cùng là những sinh người cao đét, những sinh viên sĩ quan, những sinh viên dạ kêu là sinh viên sĩ quan, dạ tức là chuẩn bị đó, họ đã chuẩn học bị, dạ, đang học các học viện dạ. Như vậy tốt quá. Thưa, như vậy là coi như là những cái người mà cầm những tấm ảnh này cũng là phụ nữ hả? Theo dự tính á, thì là để cho hậu duệ, thì trong cái hàng mà cầm hình ảnh của 8 người đã chết thì có cháu ngoại của tôi. À, nhưng mà bây giờ với cái tình trạng mà nhân sự cũng thiếu, khó kiếm. Thành ra bây giờ nếu mà có người nào mà tình nguyện tham gia vô cuộc diễn hành này thì là chúng tôi tiếp đón welcome. Tôi nghĩ nếu mà người ta thấy những cái hình ảnh này mà mình làm chắc họ cảm động lắm, người Mỹ họ cảm động lắm. Thưa chị, nói thêm nữa là gì? Năm ngoái để cảm ơn những nam quân nhân là trên 58 nam quân nhân đã hy sinh ở chiến trường Việt Nam. 58 ngàn. Đó, thì năm ngoái chúng tôi làm bức tượng nổi tiếng của Mỹ, vì trên Việt Nam là bức tượng 3 quân nhân Mỹ. Năm nay với cái chủ đề nữ quân nhân, chúng tôi làm bức tượng nổi tiếng của Mỹ là bức tượng nữ quân nhân. Năm ngoái nam quân nhân, năm nay nữ quân nhân. Đó, thì đó là những cái mà hiện nay có sự thay đổi. Đó là lý do tại sao khi chúng tôi nộp cái bản dự tính này đó, thì cái ban gọi là điều ban cái ban của ban tổ chức á, họ nghe là có vẻ như là họ cảm ơn và họ nhận lời cũng như là chúc mừng liền tức khắc, họ nhận ngay ở trong tuần này đó. Thì bức tượng năm nay là bức tượng nữ quân nhân, là một trong những bức tượng bên cạnh bức tượng đen nổi tiếng của Mỹ. Very good. Anh Phi, hình như là anh có mention là anh cũng có liên lạc với hội quân nhân Mỹ gốc Việt để thì sau khi mà tôi được anh Liêm trình bày chi tiết những cái điều kiện mà cần và đủ để mà có mặt trên chiếc xe qua, thì tôi có liên lạc trực tiếp với đại tá Nguyễn Phương, hiện anh là trung đoàn trưởng của một trung đoàn bộ binh của Hoa Kỳ. Thì sau khi nghe cái mục đích của chúng tôi về cái buổi diễn hành này và nói lên cái ý nghĩa của cái chủ đề mà chúng tôi tham dự, thì đại tá Phương đã trả lời chúng tôi là sẵn sàng yểm trợ và cung cấp những cái gì mà chúng tôi muốn để thực hiện cho cái buổi diễn hành này. Thì ngay từ đầu chúng tôi đã đón nhận được những cái điều mà có thể nói là rất là phấn khởi khi mà chúng tôi có được những phải nói là hậu duệ mà người quân nhân Mỹ đang tại chức như đại tá Phương. Anh nói là các chú bác cần cái gì là cháu sẽ sẵn sàng. Thì nhân đây tôi cũng xin cảm ơn đại tá Phương đã rất hết lòng để yểm trợ cho cái buổi diễn hành này và sẵn sàng đứng sau lưng chúng tôi để cho buổi diễn hành được hoàn thành. Chị Bé Bảy, nếu mà mình nói đến cái vấn đề mà mình cần, nếu mà được các phụ nữ hay các em thiếu nữ hết đứng cầm 8 cái tấm hình này thì rất là tốt. Bây giờ chị nói là thiếu nhân lực thì có thể kêu gọi coi các em trẻ có em nào muốn tham gia thì liên lạc với chị Bé Bảy phải không? Đúng là liên lạc với ông trưởng ban tổ chức là ông Bùi Duy Liêm, thì có cái số điện thoại là 703-608-3683. Tức là bây giờ mình cần bao nhiêu người nữa? Bây giờ thì
có cháu ngoại của chúng tôi là một, với hai người nữa là của cái nhóm Hoa Đô. Vậy là chắc chắn rồi đó. Chắc chắn rồi, có 3 người. Như vậy là còn thiếu. Giờ mình cần 5 người. 5 người. Như vậy thì để các em trẻ, các em gái thấy nếu mà có thể giúp được thì liên lạc với anh Liêm. Vâng. Xin lặp lại cái số điện thoại là 703-608-3683. Dạ. Thưa anh Liêm, làm cái gì thì cũng phải cần phải có tài chính. Thì năm ngoái làm xe hoa cũng tốn kém, năm nay thầy coi cái này còn có vẻ chi tiết hơn, thì cái sự mà đương nhiên là có tài chính thì mới làm được cái này kia, chứ không thể mà tự nhiên khi không mà nó thành được. Thì thưa anh, kỳ này mình làm đây dự trù thôi, chỉ là estimate thôi, là cái số tiền tốn kém để làm xe hoa. Từ hồi xưa đặt xe hoa, một chiếc xe hoa làm không giống gì hết mà tốn cả mấy chục ngàn. Từ 19, 20 ngàn lên tới 30 ngàn cho một cái tổ chức mà họ chuyên làm xe hoa, mà lúc trước ban tổ chức mà diễn hành họ muốn mình phải đi qua đặt ở những chỗ đó. Mà trong thời gian qua thì anh Liêm đã làm, năm nay anh lại làm xe hoa tiếp. Thưa anh, tốt bao nhiêu vậy anh? Giờ mình có tiền chị, để làm cảm không? Cảm ơn chị hỏi về cái chi tiết này. Trong quá khứ đó, chúng tôi anh em quân nhân tự làm lấy xe hoa hết, nhưng mà riêng cộng đồng á thì có những năm phải như trường hợp chị nói, thì cái số tiền mà làm xe hoa là phải qua một cái cơ quan làm xe hoa cùng ấy, nó tốn từ 20, từ 15 cho đến gần 25, 30, cao lắm, tùy theo năm. Nhưng mà chúng tôi là những người mà đã có một cái gọi là có tài liệu và lịch sử đã làm xe hoa, vì thế ban điều hành của địa họ cho chúng tôi làm. Vì thế đó là năm ngoái với tất cả các chi phí là khoảng gần 8.000 Mỹ Kim. Năm nay để tiết kiệm lại thì chúng tôi giữ lại một số những gỗ, những cái trang trí, tất cả các nó sử dụng lại khoảng cái chừng độ 70%, và sẽ thêm khoảng 30-40% nữa. Vì thế năm nay đặc biệt là có thể chúng tôi giảm được khoảng xấp chỉ từ 1.000 cho đến 2.000 đô la, thay vì 8.000 có thể vào khoảng 6.000. Thì chúng tôi ráng. Vì thế với một cái cuộc diễn hành lớn như vậy, quý vị nhìn trên đài truyền hình trong cái ngày đó trực tiếp, quý vị thấy là cuộc diễn hành rất là vĩ đại, mà với cái sự tự chúng tôi làm lấy, với một cái ngân khoản từ 6.000 mới tới 8.000, trong đó nó có những cái chi tiết để cho đồng hương nhìn thấy đó. Trong đó là chúng tôi phải mướn cái xe hoa. Mướn cái xe hoa không, tức là không có làm mướn cái xe để, dạ, xe để cái đó, chúng tôi phải mướn trước một tuần. Tại vì làm cái đó phải 5-6 ngày. Một ngày đi trên hành và một ngày trả lại cho người ta, gỡ ra trả lại. Xe cái xe đó là mướn một tuần lễ họ lấy 1.500. Còn cái xe kéo cái xe đó, đó là 500. Mướn cái xe mà pick up là 2.000. Là hai cái đó cộng lại là đã 2.000 rồi. Mướn cái xe bớt để chở 56 người là sấp chỉ 1.000 đó, tức là khoảng cứ 3.000 rồi, cộng thêm phần trang trí với là linh tinh thì nước uống với lại tất cả những cái căn bản đó với insurance nữa, tất cả nọ kia đó thì nó vào khoảng 8.000. Năm nay qua cái dự tính của chúng tôi thì chúng tôi có thể bớt được 2.000. Chúng tôi có kêu gọi, đã có một số các đơn vị đó đã bắt đầu hỗ trợ. Tuy nhiên chúng tôi trong bên nội vẫn tiếp tục xin hỗ trợ. Xin chị Bé Bảy cho biết là bây giờ những đơn vị nào đã có hỗ trợ. Thì trước tiên về xe bus á, thì gia đình của trường Trung học Tân An thì là bảo trợ cái tiền xe bus. Và chúng tôi cũng là, tức là khoảng bao nhiêu, khoảng bao nhiêu? Cái tiền xe bus thì chắc là 1.000 trở xuống. 1.000 trở xuống, tùy theo cái giờ giấc. Đúng là ok, thành ra khoảng 1.000 trở xuống. Và cái thứ nhì nữa là chúng tôi cũng là thuộc là Tổng hội Nữ Quân nhân Việt Nam Cộng hòa Hải ngoại, thì chúng tôi đã hỏi trong cái ban chấp hành của Tổng hội rồi, thì Tổng hội nói là sẽ yểm trợ cho cuộc diễn hành này là 500 Mỹ Kim. Tức là mình có khoảng 1.500 rồi. 1.500. Với lại thêm một cái nữa là cái tiệm Lee Sandwich, thì họ nói là họ sẽ
yểm trợ cái phần bánh mì để là ăn trưa. Thì hình như là Lee Sandwich, họ được cái anh Minh ô tô, họ xe cùng cái, đồng bảo trợ cái phần bánh mì ăn trưa. Như vậy là mình còn cần đến, mình mới được có 1.500.000 à? 1.500.000 với 500 kia là khoảng 2.000 đó. Dạ, thì 2.000. Anh Phi còn muốn nói thêm gì, tôi còn thiếu sót cái gì? Trong những cái chi tiết thì tôi cũng đang kêu gọi một số mạnh thường quân để mà yểm trợ được cái phần nào hay phần đó. Thì chẳng hạn như nước uống hay là bánh trái gì để hỗ trợ cho đúng rồi, anh nhắc tôi mới nhớ là anh Lý Thanh Phi Bảo, là con trai của anh Lý Thanh Phi này, thì bảo trợ nước uống với lại mấy cái gói chip coi như là để ăn snack với đỡ đói. Như vậy thì cũng coi như là mình mới có 2.000 à? Chưa được nữa. Thế nữa ra bây giờ cũng cầu mong là cái sự ủng hộ của các mạnh thường quân hay cái hội đoàn, hoặc là của quý không biết ai đồng hương nào quan tâm, thấy chuyện liên hội làm tốt quá thì cũng nên giúp đỡ. Thưa quý vị, qua cái lời kêu gọi của chị Bạch Mai xin thưa thế này, một năm tại thủ đô Hoa Kỳ có hai cuộc diễn hành lớn, cuộc diễn hành ngày độc lập và cuộc diễn hành này, mà mình là một phái đoàn Việt Nam, vì thế chúng ta với bất cứ mọi giá chúng ta phải giữ cái này phải giữ cái này với sự tiếp tay của quý vị anh em chúng tôi. Ví dụ như trong trường hợp vừa trình bày, chính hội quân nhân của chúng tôi sẽ hoàn toàn phải tự gánh lấy và chúng tôi cố gắng hết sức. Tuy nhiên về vấn đề tài chính, chúng tôi theo lời của anh Phi thì xin quý vị hỗ trợ cho phái đoàn của chúng tôi. Mình hy vọng rằng cái thế hệ của các anh vẫn tiếp tục làm những công việc mà mình thấy cần thiết làm để vinh danh cái cộng đồng Việt Nam ở tại hải ngoại, nhất là tại thủ đô Hoa Thành Đốn. Nhưng mà rồi mình vẫn hy vọng một ngày nào đó cái thế hệ trẻ, nhất là các em ở trong quân nhân của Mỹ, trong quân đội Hoa Kỳ, mà hay là các em đã về hưu hay này kia, các em có thể tiếp nối những cái công việc của các anh làm để mà tham dự tiếp tục. Mình có nên hy vọng như vậy không? Theo tôi nghĩ thì cái điều đó là cái điều mà tất cả cái thế hệ đi trước của chúng tôi rất là mong muốn. Bởi vì như quý vị biết thì tuổi ngày càng cao, sức nó cũng yếu mòn đi. Thì chúng ta phải có chuẩn bị một cái thế hệ kế tiếp chúng ta để mà yểm trợ chúng ta bằng cách này hay cách khác. Mà những cái việc chúng tôi làm, thứ nhất là lá cờ vàng ba sọc đỏ của chúng tôi, của chúng ta đã được vươn lên từ mấy cuộc diễn hành mà chúng tôi tham dự. Và người Mỹ họ khi mà họ nhìn lá cờ của chúng ta thì họ cũng nhìn với lá cờ rất thiện cảm và hoan nghênh cái việc làm của chúng ta. Khi chúng ta đi ngang cái khán đài trung ương của ban tổ chức thì tất cả đều đứng dậy để mà chào đón chúng ta, và được tổ chức ngay tại cái đại lộ là Constitution giữa lòng thủ đô nước Mỹ. Thì đó cũng là một cái điều mà nếu nói đến những người Việt tha hương, đó là một cái điều mà mọi người rất là thích. Thưa anh, kế tới mình nói, mình trước tiếng mình cũng có còn nhiều thì giờ, nhưng mà cái kế sau cái tháng 5 thì đến tháng 6 là ngày quân lực. Và nhân đây chúng tôi cũng xin được phổ biến là cái ngày quân lực 19 tháng 6 nó nhằm vào ngày thứ tư trong tuần, thì chúng tôi có dời lại được tổ chức sau đó mấy ngày là đúng vào ngày 23 tháng 6 nhằm ngày Chủ nhật tại trung tâm Eden. Thưa cảm ơn các anh chị, cảm ơn anh Phi, cảm ơn anh Liêm, chị Bé Bảy đã chia sẻ một cái sinh hoạt rất là đặc biệt của Liên hội của Chiến sĩ trong tháng 5, trong ngày Chiến sĩ Trận Vong. Cảm ơn các anh chị rất là nhiều và hy vọng rằng mình sẽ được thành công mỹ mãn, và sang năm họ lại mời mình tiếp tục và tiếp tục nữa. Cảm ơn các anh chị đã đến với đài truyền hình Hoa Thịnh Đốn, mà anh cũng là thành viên thành ra cũng
Dạ vâng, cũng xin cảm ơn chị. Tại vì trong cái vị trí này lại là một trong những cái mà chúng tôi phải trình bày với Đồng Hương. Cảm ơn chị. Dạ, cảm ơn. Kính thưa quý khán thính giả đang nghe cái câu chuyện của chúng tôi trao đổi trong hôm nay về cái ngày cái chương trình mà tham dự vào cái ngày chiến sĩ Trần Vong với người Hoa Kỳ. Thật sự ra mình cũng là người Mỹ rồi, người Mỹ gốc Việt. Nhờ người Mỹ gốc Việt thì đó là một cái niềm hãnh diện, và lúc nào cộng đồng Việt Nam, Liên hội Cựu chiến sĩ cũng xuất hiện trong những cái buổi lễ lớn ở tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn và được tán thưởng rất là nhiều. Chúng tôi hy vọng là sẽ được quý vị ủng hộ cho những cái việc làm này. Và cảm ơn quý vị đã theo dõi cuộc nói chuyện của chúng tôi. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.